Đây ca sĩ Thi Dân nè, rất đẹp luôn, rất dễ thương luôn. Dạ. Dạ trời ơi mưa quá. Dạ. Đây. Dạ chào chị. Đây là ca sĩ Thái Quang Lê. Dạ dạ. Dạ chúc anh chị có đêm nhạc vui vẻ nha. Dạ. Rồi chúc có đêm nhạc cho thành công nha. Chúc anh chị. Rồi chào anh. Sáng à? Sáng không? Hay là qua đây? Đây. Rồi, quá đẹp. Rất đẹp luôn. Rồi hiện tại giờ nghệ sĩ Dũng Nhí đã có mặt hậu quán ngôi sao miệt vườn của anh Thương Dừa nha các nhà. Rồi quá đẹp luôn. Rồi nghệ sĩ Dũng Nhí đã ghé hậu quán ngôi sao miệt vườn nha. Ra về khi hát xong họ hội quán hội sao miệt vườn quanh Cương Dừa nha. Rồi dạ quán chờ chụp xuống xíu rồi chụp hình đó. Rồi chụp hai người luôn ha. Gì sáng gì sao tôi ghe được không có thấy con gái nè sang chụp đi. Thank you.
Chào anh, nay xem nhạc có vui không? Hả? Xem nhạc vui không anh? Vui anh. Dạ. Đi cùng đoàn mình hả? Hả? Cùng đoàn hả đâu? Không có đi từ Hưng Long lên. Hưng Long lên hả? Dạ. À, rồi cảm ơn nhiều nha, hẹn gặp lại. Nhất là ngày mai đêm Loto mới sang đêm giường vào lúc 10 giờ. Hiện tại bây giờ trong hội quán đêm nhạc cũng kết thúc rồi, khán giả ra về nha. Dạ bọn anh nha. Nhớ trên Thư Dừa và phát sóng của chương trình Hoa Sen Đêm Dừa nha. 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh Thư Dừa. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt và xin hẹn lại. Dạ. Cảm ơn quý bà con cô bác rất nhiều. Chúc quý bà con cô bác một đêm thật ngon giấc ạ. Dạ, chào tạm biệt cả nhà. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn cô bác. Nay xem em, nay xem em nhạc vui không bà? Nay xem em nhạc vui không? Hả? Nay xem nhạc vui không? Vui. Vui à. Ủa ai quen quen vậy ta? Có ở dưới Tiền Giang không? Dạ không. Em ở Bình Chánh. Dạ. Dạ chúc bà luôn sức khỏe ha. Hẹn gặp lại. Chắc khó quá rồi. Bà là ha, bữa nay vui dữ à. Dạ. Bữa nay vui. Còn bình thường có coi có khi không có được vui. Dạ. Có khi. Bữa nay vui quá trời vui. Có hai ca sĩ đâu có hay đâu. Ừ đúng rồi. Hôm nay có mấy thằng. Ủa bà. Trung. Có bữa nay gặp Trần Trung chặn mặt luôn. Dạ. Đẹp trai quá trời quá trời. Dạ. Đa quá trời. Ở trong phim ở Tiền Giang lượn cô ở Tiền Giang hả? Tiền Giang hợp đồng chiếc xe 30 chỗ ngồi. Đây cô đi xe này ha. Cái đó xe đó có dạ. Chị Việt Kiều Mỹ bả mê quá đi. Dạ. Bả về bả không đòi không hay. Mà từng này là hay dữ. Ờ từng này hay quá. Có hai cái ông có nhảy đi bắt đầu con sôi động lên động người. Hay quá trời. Ở đây mà sao thấy nhảy giống hình được anh ba gì anh ba Sơn. À anh Sơn.
Rồi cảm ơn bà nhiều nha. Dạ dạ hẹn lại. Dạ dạ. Dạ chào chị. Này gia đình mình đi nguyên xe 30 chỗ à. Đi ở bển về á. Dạ. Đi mê quá trời mê luôn. Dạ. Lên lên ơi. Đây gia đình mình đi nè, ba xe 30 chỗ nè. Rồi. Đây 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 xe có vui không cô ơi cô? Vui. Dạ. Xe có vui thôi. Công trình mà. Rồi cái nhà cũng đều vui hết. À, xe 30 chỗ luôn. Rồi, chào chị. Này xem vui ha. Yeah. Rồi chúc cái nhà về vui vẻ nha. Hẹn gặp lại. Rồi cô cô. Ơi à, cả gia đình luôn đi xe 30 chỗ. Ở Tiền Giang luôn. Nay đây xem năm nhạc có vui không cô? Quá trời nhảy tưng bừng luôn. Dạ. Thấy Hòa Hiệp với Thắng là dễ thương. Hai nghệ sĩ đó là cô mới mộ. Dạ. Tại đóng phim nhiều cái hay trận chung á, nhất là Hòa Hiệp có đóng dây trận chung rất là hay. Dạ. Đóng vậy, không vậy mai cô có ghé đi lô tô? Hồi nãy tại vì lúc đầu nghe Phương Dừa chưa thông báo mà vô cô hỏi luôn. Dạ. Phương Dừa nó có. Đó, thứ tư cái sau kia. Sáng ở thử. Đây chào anh. Này hôm nay coi xem nhà có vui không anh? Dạ dạ vui chào anh cái ông gái tài mến luôn đó. Cảm thông cảm nha. Rồi hẹn gặp lại ha. Này đây xem có vui không chú? Rồi quá vui. Dạ. Nhà chú ở gần đây không? Huyện Bình Phước. Ở huyện. Vừa mời lên hả? À, dạ vậy hả? Bên anh Sang thử hả? Anh Sang hả? Đây đây nè. Xe 16 chỗ hả chú? Ừ. Rồi nhà mình vui vẻ nha. Rồi, chào anh. Chào. Đây hôm nay trời mưa nhưng mà các cô chú ở xa tới luôn nha. Chung mấy chung ra. Đây. Rồi ai cái nấy cũng đều vui hết, ra về mãn nhãn hết, đêm nhạc thành công. Tuy là buổi chiều có mưa. Ê, bên trong thì nhân viên hội quán cũng đang dọn dẹp nha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn ra tiếp theo, xin chào.